Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2023 thì em làm cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đầu CD giải mã cao cấp 32 bit đọc USB, đọc ổ cứng, giải mã từ laptop, máy tính 32 bit và con này là bản màu đen bản 120V dành cho thị trường Mỹ Đấy. Và để vào phần là chi tiết video thì à, em xin làm cái video đoán hai số đầu của cái tờ tiền 5.000 thì phần quà nó là một chiếc USB 64G và em đã cóp full nhạc vàng nhạc chất lượng cao vào trong chiếc USB này 64G các bác nhé thì các bác sẽ đoán cho em hai số đầu của tờ tiền 5.000 thứ hai các bác ấn cho em nút like video và thứ ba nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 11 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần bên em sẽ lên sóng báo giá giới thiệu chi tiết test chất âm đến toàn thể các bác và như video ngày hôm qua thì đúng cũng đã có một bác bác đã đoán trúng cái số là số 03 đây chả biết bác cái là a còng nguyễn phúc can trinh 2049 này Đấy, thì em đã nhắn tin à, đã trả lời bình luận của bác là chúc mừng bác đã đoán trúng bác liên hệ zalo em nhé Đấy. thì à, bác mà xem được cái video này thì à, Liên hệ với em theo số Zalo là 0966723489 và em cũng mở tờ cái tờ tiền 2000 ngày hôm qua đây. Nó là số 03 các bác nhé Đấy thì phần quà nó là một chiếc USB 64 g Và chi tiết thì um, hôm nay em uh, xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu uh, CD kiêm giải mã. Hàng về từ Nhật. Tại sao lại hàng về tự Nhật? Hàng về từ Nhật mà lại điện 120V. Đấy. Thì em cũng khẳng định luôn là con này là sản xuất tại Nhật nhưng con này là dành cho thị trường Mỹ. Đây, điện 120V 60Hz 25W và make in Japan. Và đây là cái tem cái phiếu mua hàng bên em mua đây. Siêu thị uh, Famini Max này, đấy. Và cái ngày mua là ngày 29 tháng 9 năm 2023 và cái ngày về, cái ngày bay đây, cái ngày là cái cái ngày nó nằm ở Tokyo nằm mùng 1 tháng 10 thì ngày hôm nay là mùng 9 tháng 10 là cái hàng con này là về ngày hôm qua đấy là ngày ngày hôm qua mùng 8 tháng 10 nha các bác nhé đấy đấy thì hàng bên em thì nguồn gốc nó rõ ràng thế nên là và con nào thì con đấy em cũng đọc số seri đây như con 8004 này số seri của nó năm 6, 6 số cuối là 001545 001545 máy và thùng trùng series make in Japan đấy và con này là bản thị trường thị trường bản dành cho thị trường Mỹ điện 120v nhưng mà cái ruột gan nội thất thì nó không khác gì con thị trường Nhật các bác nhé nó chỉ khác cái màu đen thôi còn cái bản 100v dành cho thị trường Nhật thì lại chỉ có màu bạc không có màu đen đấy thì cái, cái, cái điều đặc biệt nhất của con này nó là như vậy nó là bản màu đen thế nên là nhà bác nào mà có âm ni ma răng màu đen mà ghép vào con này thì thôi hết nước chấm rồi và con này thì chức năng chính nó như sau nó đọc mà CD đọc đĩa SACD và đọc tất cả các đĩa CD trên thị trường Việt Nam thứ hai là đọc USB đọc ổ cứng Đấy, con này thì em đã thử ổ 1.5T đọc OK Đấy. và thứ ba là con này nó có chức năng là kết nối iPod qua đường USB này có nghĩa là chức năng iPod nghĩa là chức năng khi các bác dùng điện thoại iPhone hoặc iPod, iPad hoặc MacBook các bác dùng dây sạc các bác cắm vào đây để mình phát nhạc từ điện thoại iPhone vào đây bằng chức năng kết nối có dây sạc Đấy. và thêm chức năng nữa là đường digital in nó gồm có giải mã qua ba đường đường USB DAC là kết nối giải mã từ máy tính laptop này PC này đường Cosian đồng trục này và đường quang từ TV này Đấy. ba đường này đều là giải mã 32 bit nha các bác nhé Đấy giải mã cao cấp và đường uh, digital out là gồm có một đường cosia, một đường đồng trục à một đường quang. Và đường Avera con này thì nó gồm có một đường Avera RN là cái rắc của nó các bác nhìn đây, xịn sò. Còn cái uh, phụ kiện con này thì bên trong thùng nó có xốp rồi. Thùng thùng nó rất đẹp nhé vì hàng em đi máy bay nên là các bác cứ yên tâm là hàng đi máy bay thì thùng nó không bao giờ bị móp méo đâu. Đấy. Và à, phụ kiện nó gồm có một dây nguồn này, một sách hướng dẫn và cái sách này là sách tiếng Anh các bác nhé chứ không phải sách tiếng Nhật đâu. Bởi vì bản này bản dành cho thị trường Mỹ. Mỹ nó dùng tiếng Anh thế nên là sách hướng dẫn nó là tiếng Anh. Đấy, cũng là sách zin đi theo đầu về. Và điều khiển thì nó là mã khiển của nó RC004SA, đây khiển zin cũng đi theo máy về. Đấy. Con này thì đẹp xuất sắc còn cái còn cái ruột gan nhé Còn cái ruột gan thì um, cái video ngày hôm qua Ngày hôm 8 tháng 10 thì em cũng có quay Mở lắp nưng con này ra xem bên trong rồi Đấy Còn bây giờ em chỉ quay qua cái hình thức thôi Đấy Rất chi là đẹp Nó duy nhất bị có một vết bẩn Đây em cũng chưa vệ sinh Đấy Còn đây là cái hình thức của nó Mặt mũi góc cạnh con này là đẹp Tới 99% các bác nhé Không có một vết xước vết xiếc gì cả đây, tất cả đây là phím nguồn này, phím ra đĩa này, phím lách uh, like và phím tua này, cũng là phím này là phím lách 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 nùi này, đích like input này. Đấy. Đây nó có một uh, nút uh, uh, play tam giác này, nút vuông là nút stop này, nút hai vạch là nút pause tạm dừng này, play là chơi này và con này có cả lỗ phone hết hết 6 ly. Đấy. Và đặc biệt con này nó dùng điện 120V các bác nhé Đấy. Đấy bây giờ thì em sẽ cắm vào em sẽ test cho các bác cái bản âm thanh từ tivi. Vâng bình thường thì khi máy bật lên thì nó sẽ hiện về cái ổ CD nâu đích này. Đây thì các bác thì ấn phím này cho em cũng được này, hoặc trên khiển đây, trên khiển đây nó có phím input đây, input hoặc đích. Nếu ví dụ mà bác đang chơi ở đường USB, bác muốn về ổ CD bác ấn nút đích này xong về CD. Còn nếu muốn mà chuyển sang đường quang TV hay đường USB hay đường iPod thì bác ấn cái nút Input này Các bác ấn cho em nút Input này Đấy, Ấn cho em Đây, Em ấn về đường quang nhé Thì các cổng em cắm như sau Thì điện thì em sẽ cắm là điện chuẩn 120V Dây quang vào AV RAM Ni Đấy Các bác lưu ý con này là con điện 120V các bác nhé Đấy thì uh, Tại sao em nói vậy Bởi vì thực thực chất thì um, các bác cắm 100 hay 110 cũng không sao đấy là đấy là em nói thật là không sao về cơ bản là không sao còn về về mặt kỹ thuật chi tiết thì um, con này nó là con CD nó có cái motor động cơ nó quay thế nên là dù sao thì uh, khi mình dùng mình nên cắm đúng điện 120V để làm sao để cái số vòng quay của cái motor nó quay cho chuẩn khi mình đọc CD thì âm thanh nó ra sẽ là chuẩn chỉ nhất đấy còn bây giờ thì em sẽ bật âm ni lên để cho các bác nghe một bản âm thanh từ đường quang là OPT đã đã hiện thị hiện thị lên là 48kHz. Em sẽ bật âm ni lên ạ. Thế thì cái phần giải mã đường quang tv thì em cũng đã test ok các bác nhá thì bây giờ em sẽ chuyển cổng input em chuyển sang phần cd thì phần cd em sẽ test thứ nhất là có ba loại đĩa trên thị trường việt nam đĩa nòng trắng và đĩa nòng follow bảy màu và một loại đĩa nữa là đĩa sacd Đấy. và em cũng xin phép là cái phần cd này thì em không cho ra tiếng ra loa nhá bởi vì những cái đĩa em test là những cái đĩa nhạc vàng nhạc hải ngoại thế nên là khi mình khi em up lên trên kênh YouTube này nó sẽ bị đánh bản quyền và nó sẽ bị hạn chế và đôi khi nó còn xóa cái video này và nó sẽ khóa kênh YouTube của em đấy là mong các bác thông cảm còn các bác mà muốn là uh, test bản bản test mà có lời thì cứ liên hệ thẳng với em theo cái số Zalo đây. đây em sẽ quay một đoạn nhỏ và em sẽ gửi vào Zalo để cho các bác nghe những cái đoạn nhỏ nhé các bác nhé vâng bây giờ em sẽ cho cái đĩa khay đĩa ra nhá cơ ra vào rất êm ái các bác nhé, thì bây giờ em sẽ test cái đĩa đầu tiên, đó là cái đĩa SACD nòng vàng đây, thì một số bác khi mua những chiếc đầu um, SACD này thì về đôi khi là vẫn đọc, các bác sẽ đọc những chiếc đĩa SACD nhạc tây, còn nhạc việt mình thì không có định dạng đĩa SACD nhạc việt mình chỉ có đĩa CD thường thôi, Đấy. bây giờ em sẽ cho đĩa vào ạ, cơ ra cơ ra vào rất êm ái nhá. và em cũng nhấn mạnh luôn là cái mắt đọc của những cái đầu sacd này thì bao giờ nó sẽ đọc lần lượt từ định dạng sacd xong xuống đến cd thường và cd rvk hay là cd phono các thứ đấy thế nên là nó không nhanh được so với những chiếc đầu cd đời cổ đâu và đây khi nó đã nhận được chiếc đĩa sacd thì nó sẽ hiện chữ là super audio cd luôn bởi vì cái bản thân cái đĩa này là đĩa sacd bây giờ em sẽ bấm play Đây, đã chạy rồi nha Đây, Này, next này Hoặc trên chiếc điều khiển này thì các bác có thể bấm cho em cái bài Đây, em ví dụ bấm bài số 8 đi Đây, Bấm bài số 8, nhảy bài số 8 này Đấy, thì về cái phần Đĩa DS ACD thì cũng đã đọc cực kỳ ok rồi Và bây giờ thì em sẽ test thêm một đĩa nữa là đĩa Phono Là cái đĩa phổ thông và thông dụng nhất trên thị trường Việt Nam Đĩa phono, đĩa này trị giá ở thị trường họ bán có chỗ bán 50.000, có chỗ bán 60.000 nhưng mà tùy vào chất lượng ghi, chất lượng nhạc bên trong đĩa như thế nào. Đây là cái đĩa Xuân Tha Hương của Chế Linh. Đấy. Đấy. Và những chiếc đầu này mà bên em trước khi các bác mà chốt mà bên em bán ra thì trước khi các bác chốt xong thì bọn em vẫn quay hướng dẫn sử dụng này và gửi vào Zalo các bác để các bác biết là hàng trước khi ra hỏi khỏi nhà em nó vẫn hoạt động hoàn hảo và nó không lỗi là một chức năng nào đây hiện tại thì nó sẽ hiện là định dạng CD em sẽ bấm play đấy rất đơn giản thôi bài số 3 này đấy. Thì phần CD là ok nhé Thì bây giờ em sẽ chuyển sang phần test cho các bác Phần USB 32GB Các bác chỉ ấn đích về USB này Và đợi nó loát USB reading Thì khi các bác Cắm USB nó đã nhận rồi Thì các bác cầm chiếc điều khiển Và sử dụng cho em ba cái phím này Phím xuống này, phím lên này Và phím Enter Đấy chứ không phải dùng bốn không dùng năm cái phím này đâu Đấy, có cái con 804 nó là cái đặc đặc trưng nó là như vậy nên tại sao là cái khiển em phải đọc cái mã khiển nó là khiển xịn. Đây ví dụ đây. đây. đây nhưng cái USB 32 g này thì nó có chứa bên trong là 49 CD folder. Đây như này, em để một folder xong các bác lại ấn enter cho em. Đây. Đang hát. Đấy, thì rất đơn giản thôi con này nó sử dụng rất đơn giản đấy nó chức năng nó chỉ có như vậy và còn thêm hai chức năng nữa là chức năng giải mã từ laptop pc và từ cộng uh, cổng đồng trục thì uh, con này em cũng báo giá luôn là con này máy về full thùng xốp thì con này em bán là 15 triệu 500 nghìn đồng giá cũng cực kỳ tốt so với ngày xưa ví dụ những con màu bạc thì thường thường em bán là 16 triệu đến 16 triệu 500 nếu mà có thùng con này thì có thùng xốp thùng thùng máy là uh, trùng series 15.500 thì bên em sẽ tặng cho các bác một đĩa CD phono, một dây quang, một dây AV và một USB 32 GB và bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1. Đấy. Và mọi thông tin, mọi uh, chi tiết và thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo cái số điện thoại duy nhất bên em 0966723489. Địa chỉ xem hàng ở tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội và bên em có giao hàng ship code toàn quốc. ạ. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.